Xin chào quý chúng chị cùng quý khán giả đang quay trở lại với đám tang của anh Long. Chúng chị thì sau khi mà thông tin hồi sáng các anh em cập nhật thì đã vớt được xác của anh Long rồi của chúng chị và đã khám nghiệm tử thi, và hôm nay thì nhà đã dựng làm đám tang trong chiều hôm nay luôn chúng chị. Thì bây giờ thì Bảnh sẽ cùng gặp vợ của anh Long để cùng chia sẻ quá trình vớt xác được của anh Long đó chúng chị. Mời cả nhà mình cùng gặp gỡ gia đình nha. Rồi em chào chị. Chị chào em. Rồi cho em hỏi là mình rước xác là lúc mấy giờ chị? 12 giờ mấy? 12 giờ mấy? 2 giờ 45. Là lúc đó là nửa đêm rồi, khuya rồi. Hơn nửa đêm rồi, khuya rồi. Là người nhà mình gặp hả? Dạ. Dạ. Ui, chắc xình hết trơn hả chị? Xình hết trơn. Rồi bây giờ hòa táng em đó, hòa táng rồi hả? Hòa táng rồi. Bây giờ đang hòa táng rồi, bây giờ đem lại làm đám tang cho ổng. Dạ. Dự định là làm mấy ngày hả chị? Làm có một đêm, vì mình không, gia đình mình khó khăn, không có tiền á, làm có một đêm mà. Đêm nay là xong luôn hả? Sáng mai là nghỉ rồi. Ồ. Vì nhà mình nghèo không có tiền làm. Dạ. Rồi bên kia là cũng xong xuôi hết trơn rồi ha. Dạ. Trong gia đình khó khăn mà phải chịu rồi, biết sao giờ. Sau này nuôi ba đứa nhỏ được nữa. Cũng không biết làm sao nữa. Rồi mình mua đủ đồ chưa chị? Mua từ chung, người ta cho tiền chút thì mua anh chút chị. Bây giờ chưa có cái tiền mua bánh nữa. Hả? Bây giờ có tiền mua bánh cho anh ta ăn đêm. À, mua bánh nước trà ơn. Dạ. Chỉ một đêm thôi mà không có đủ tiền để làm ha. Thì ai là người vớt xác anh lên lúc mà bị nổi lên á? Dượng. À, anh trai á hả? Ừ. Anh xuống anh vớt luôn hả? Dạ, bơi ra. Ồ, bơi ra vớt lên luôn. Còn y vậy phải không? Còn y vậy luôn. Nó có mặt cúi xuống đất. Cúi xuống gì nè. Cứng không anh? Cứng. Đây. Thật con dẻ mà lúc trước. Con dẻ. Ừ. Bị xình đâu rồi sao? Không. Không xình. Vớt lên bờ hơi nó mới xình. Một hơi là có thể xình. Này cái chết á. Như là mình vớt lên cái bị gió vô sao? Chắc gì á. Vớt lên mình dùm chiếu rồi hồi thấy xình. Anh không sợ hả? Cái này bình thường mà. Là nửa đêm vậy anh gọi đằng bên thấy sao? Không, người ta bên kia người ta gọi, tại hơi nghi nghi rồi. Tại nó có lọc bình như nè, nó che khuất rồi. Mới thấy mới đi hút. Nghi nghi cái đầm đòi đi theo. Dạ. Đi theo cái sau vô cái lùm kia. Dạ. Nó khuất cái, tính đâu lọc bình không à, rồi lội mới lội trở lại. Dạ. Vừa lội lại chứ từ chỗ bữa rồi hôm, chỗ mình ngồi nằm mấy chảy xuống ngồi và ngồi đá. Dạ. Rồi mới lội chứ được phân nửa đó nữa. Người ta đặng đâu thấy xác rồi. Đặng tới cầu rồi, còn có 5 mét ở đây vô tới nhà vậy. 5 mét nữa là tới cầu rồi. Rồi bơi ra, gắn giật máy giật không chạy nữa. Bơi muốn chết. Bây giờ kịp rồi mới thấy gần tới cầu đó, kêu mấy anh em nó đặng á tiếp bơi đặng ở đây vớt rửa, mình rửa à, rửa mãi cho thằng cháu nó, cho nó xong gọc đông gì ừ, bé hèm lớp kìa lớp luôn ha. Có nhìn thấy như là xác đó nó bị da chạm trúng chỗ nào không, chia sẻ có chỗ đâu? Có đây nè, hai bên này nè, thấy đứt nè, ở dưới đâu đây nè, rồi xé hết bọn tay mình nè, dưới đầu gối. Ba chỗ. Test đầu gối thì cũng test sơ à. Ba bầm. Rồi cái này thì giống như là chắc chân dịch thác cái ấy gì á, quấn. Cái này nè, không lòi, nó còn nguyên luôn. Nó hơi bầm nhưng mà nó hơi sâu, cái lỗ hơi sâu. Nó khoảng lòng tay, hai lòng tay. Thấy nó hơi sâu thôi. Mà thật ra nó mới giờ còn cứng ngắc. Dạ, mới chết được cái ngắt. Ừ, ý với mình gì nè, ngắt, giả khắc luôn. Dạ. Cả lá không? Ừ. Lần đầu tiên em mới thấy á. Này đây cũng mới thấy đó. Nó có đâu. Đêm trước, đêm dạ, khuya sau người ta vớt, chỗ này đâu tới 2 đêm. Ờ, lần thường ngồi một đêm đi sáng là đã thấy xác rồi, ở đúng đây rồi. Tới 2 ngày. Ờ, lặng ngộn chết. Hôm qua thì mấy anh em thấy là dài luôn. Đi từ đây mà thấy bà con cũng ngồi đông rồi, ai cũng chụp vớt như chú cũng liên tục luôn mà không gặp. Mới nãy là chọn mắt đi chút đi chụp luôn. Anh là người thấy, người ta thấy rồi mới gọi đi vớt.
mình nghĩ trước rồi đi đang khóc rồi chứ không phải người ta thấy trước là lúc đó nước còn chảy xuống dưới chảy xuống dưới chảy xuống cầu á. Nó có bị vướng ở đâu không hà là đó không đi trôi lên lên phần dạ. Bây giờ xong xuôi hết trơn rồi giờ đem đi hỏa táng luôn. Bốc đây chừng nửa đâu chừng nửa tiếng nhìn thấy bốc rồi dứt lên đó mình mấy là xình kha cái thì lên hết trơn giống như là mình vô gió thôi. Anh là người thứ mấy trong nhà à? Anh là sao với gia đình đó à? Dượng à? Dượng bây giờ em tới đây nè. Ngày hôm nay hôm trước thì em cũng có giúp gia đình của mình được 2 triệu thì thôi. Bữa nay cũng có hữu duyên có hai mạnh thường quân gửi cho mình nữa. Là một chị gái ở bên Mỹ là gửi cho 100 đô thì nó tương ứng là 2.500.000 đồng. Và một cô mạnh thường quân có nhờ em chuyển cho gia đình thêm 1 triệu nữa. Thì hôm nay trong lúc khó khăn số tiền của mình nhận được nữa là 3.500.000 đồng để cho gia đình có tiền trang trải trong làm đám tang trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ thì kính thưa với các chú anh chị, thì vì lý do gia đình khó khăn quá nên không đủ tiền để làm đám tang 2 đêm, chỉ là 1 đêm duy nhất thôi. Và sau khi mà dứt được xác của anh Lâm á, thì cũng đã đem đi hỏa táng rồi, giờ chỉ còn là bộ 2 cốt trong nhà đúng không chị? Đem về đây chưa chị? Đem rồi cưng ơi. Dạ thôi thì mới lại tới nhận thắp nhang một cây cho ảnh ha. Tao mới cái liền. Anh Lâm chắc nhỏ tuổi hơn em quá. 31 hả? 31. Ồ. Điện đài là xong hết trơn ha. Tao vô nha. Dạ. Ồ. Dạ, chào anh ha. À, chia buồn gia đình nha. Dạ. Đây chú anh chị thì anh Lâm nói chung là chị ấy lớn tuổi hơn kêu thằng anh luôn đi. Dạ số mọi số ấy bẹp cái đấng nam hay chiên năng còn ở đây là gì cơ cốt hả chị cốt cưng cháu bé có thấy thế con có chưa có chưa có tiền mua hũ luôn á chưa có chưa có tiền mua cái hũ đựng cốt luôn chưa có tiền thôi bây giờ em trao tiền á lại cho một người nào đó anh nào đó đi chạy đi đi mua hổ à cốt để vô đây ha. Hai có mua không? Mấy con ghế à bọc cánh ra mua được chốn là mua liền được không? Được. Dạ. Dạ. Mấy lần đầu tiên mới thấy gia đình mà không có tiền để mua cái hũ này luôn á. Chị có thiếu gì nữa không? Có gì đó chị nhắm đi số tiền 3.500.000 này nhắm là mình làm gì cho ảnh cho nó trọn vẹn đi đừng có cho thì đó mua ư thì mua cái đài đựng cốt đó ổng rồi mua tủ cho ổng cái mua cái tủ kiến để tủ cái thầy cốt không tại thầy cốt em hiểu rồi dạ. Chút xíu chị nhờ ai đi giùm đi ha để mà để làm cho xong cái để ngoài chứ lỡ nó rớt văng ra ngoài xót không có để ý đích. Ở nhà là khó khăn tới tột độ luôn chứ chị. Nói chung là thường ta nói là lá lành thì đùm lá rách. Mà cái này á mà nát luôn rồi không còn cái gì để mà bà con ở đây á thì ở dưới quê mà các chú chị chỉ làm về ngành nông thôi. Không có đủ điều kiện để mà giúp đỡ cho nhau cái gì hết. Chỉ là lại tới giúp bằng công sức tay chân thôi. Cũng hữu duyên ngày hôm nay kênh của Bảnh cũng có Mạnh Thường Vân giúp tổng cộng đến ngày hôm nay là được có 5.500.000 đồng. Thì hôm trước thì bạn có trao cho 2 triệu rồi, bây giờ được là 3.500.000 đồng nữa. Dạ thì em xin thay mặt một chị gái ở bên Mỹ giấu tên là cho chị là gửi phúng điếu tiền đám ma là 2.500.000 đồng ha. Đây 2.500.000 đồng chị đếm giùm em nha. 5 10 à. Diệu gửi 2.500.000 là một chị gái ở bên Mỹ. Và này là của một cô là cô Phạm Tánh bên Mỹ là 1 triệu nữa. Vậy xin cảm ơn 3.500.000 ha. Vậy xin cảm ơn mấy thằng Quân hết cái mạnh khỏe ha. Dạ. Thôi hy vọng thì số ảnh là vậy thôi xin lặng xui rủi mà. Dạ. Thôi chị cố gắng sống và nuôi cho mấy đứa nhỏ cho nó đi học để sau này nó có tương lai của nó. Để coi sắp xếp như thế nào chị ơi, em thì không biết nữa. Em chỉ là người đưa thông tin của gia đình của mình lên thì được hữu duyên Mạnh Thường Quân nào gửi về đây thì Bảnh xin nhận để mà giúp cho gia đình
Tại vì gia đình khó khăn quá, Bảnh không biết làm sao nữa. Hy vọng sau khi mà đoạn clip của Bảnh đăng lên sẽ được tất cả cùng quý khán giả sẽ chia sẻ rộng rãi hơn để tiếp cận được nhiều mạnh thường quân trong nước và ngoài nước để giúp đỡ. Ta nói là của ít lòng nhiều, làm phước thì không cần làm nhiều, chỉ cần một ít, quan trọng là cái tấm lòng của mọi người giúp cho nhau là nhiều hơn. Cảm ơn các nhà rất nhiều. Dạ thì xong rồi thì em cũng không nói nhiều để cho chị lo việc nhà ha. Cố gắng giữ bình tĩnh nha chị. Gặp bà ngoại chút xíu coi. Đây là bà ngoại ha. Dạ. Cũng xong rồi hả ngoại ha. Hôm ngoại nói là chờ dứt xác xong đi cho khỏe, bây giờ cũng xong rồi. Xong rồi giờ lại vợ lại vả tang rồi luôn. Giờ đêm nay làm đám cho nó một đêm đi. Rồi sáng chắc ông đục ăn cơ bơm rồi là nghỉ rồi, không có tiền đâu làm nữa. Dạ. Nhiều được rồi. Nào giờ con mới thấy là mới làm ông Tam có một đêm á. Khó khăn lắm. Không có gì đâu. Dạ xin giùm Bảnh giúp đỡ cũng cảm ơn. Dạ. Nhờ giúp đỡ vậy, bởi vậy không có tiền làm đâu. Đêm nay kiểu có mua gì hết trơn á. Dạ. Bánh trái vậy nhờ giờ Bảnh cho tiền đó là chút đi mua cho lại cho anh ta lại chơi giúp bằng đêm đó. Cho người ta ăn chơi với mình vậy đó. Dạ. Cũng cảm ơn nhiều. Trời ơi, đi kiếm cá lợi mẹ ăn, cá nào ăn đi. Cá nhỏ mẹ ăn lớn đi, kể cá lớn nhỏ con bán cũng được, mẹ uống ăn nào mẹ lấy đi. Ôi nó có hiểu lắm. Mẹ bệnh giờ nào đi kêu mua thuốc cũng đi hết trơn á. Không đâu, nó có hiểu lắm. Tôi đi nhà thương gì à, mấy thằng bạn kia lại rủ nó râm đi nhà tôi chơi. Nó không đi đâu mẹ, tao đi nhà thương mấy gì à. Tao không đi đâu, tao tội nghiệp mẹ tao lắm. Yeah. Nó có hiểu với mẹ cha lắm. Nhưng trời mới tôi ra nước mắt hoài. Yeah. Rồi chuồng bò chuồng dị mua tưa hư, nhờ ai nhờ nó, ông không ở nhà. Yeah. Kêu nó đi làm cho mình cho được liền. Bây giờ tôi không biết nhờ ai đâu, từ đường này tới sơ tới không biết nhờ ai. Dạ. Ông không có ở nhà. Bên bên ảnh đó có ai lợi chưa cô? Bà con hay gì đó có ai lợi chưa? Này chị em ta đó. Dạ. Nó có giờ còn có ba chị em mà. Giờ chết nó một đứa rồi còn có hai chị. Dạ, ba mẹ ảnh cũng mất hết trơn. Dạ mất hết trơn rồi. Dạ. Bây giờ còn có hai chị em, giờ còn trai nữa, gái nữa gì. Dạ. Thì Lâm này thờ Úc mà bây giờ nó mất Lâm rồi còn có hai thằng. Dạ. Bình Quân ơi, nghiệp nghèo quá. Đi kiếm cá sống qua ngày. Không có gì ăn. Không đi một ngày thì nhịn đói. À, cơm. Ngày nào ăn ngày đó hả? Dạ, một ngày ăn một ngày vậy đó. Rồi con đi học, rồi gạo, thóc mua ngày một ký, hai ký gì ăn vậy đó. Dạ. Không có gì mua được nhiều đâu. Nghèo mà. Bây giờ đâu không có tiền, chị em đưa người 200, 400, 500 gì đó. Đi mua đồ nhắc chút điện đỉnh gì lại làm cho người ta ăn đi. Bây giờ đồ nấu thì mua chịu người ta vậy đó. À mua thiếu. Dạ mua thiếu. Là 10 người làm đó đi dùng tiếp mua cho vậy đó. Rồi mình có tiền ta lợi đó. Yeah. Ta lợi đám ma đó. Có tiền mình sẽ tiền đó đi trả. Cho yeah. Người ta giờ đâu có tiền đâu. Nhờ mấy cái lợi người ta lợi đám ma đó. Vậy đó mới có tiền trả người ta đó. Giờ mình mua thì mua chịu trước vậy đó. Đợi làm cho rồi đó. Yeah. Không có gì đâu. Bàn tay trắng mà. Dạ. Dạ. Dạ, kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả. Thì sau khi mà Bảnh đăng tải video lên đó, thì hôm qua và hôm nay thì cũng được Mạnh Thông Quân giúp đỡ. Để thay mặt gia đình thì Bảnh xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú, anh chị và quý Mạnh Thông Quân trong nước và ngoài nước đã luôn luôn yêu thương những cái hoàn cảnh khó khăn, cũng như là một chút tấm lòng vàng đã giúp đỡ cho gia đình để có một cái đám tang trọn vẹn. Xin chân thành cảm ơn các nhà mình rất nhiều và xin hẹn gặp lại các chú anh chị những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.